Thời gian qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện Định Hóa đã có nhiều đổi thay, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, với đặc thù là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Do đó, việc đối ứng, thực hiện các công trình dự án xây dựng nông thôn mới còn gặp không ít trở ngại, cần sự tiếp tục nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Hiện nay, xã Linh Thông đã đạt 15 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Nhưng với gần 32% tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo đa chiều, thì kế hoạch với đích nông thôn mới vào năm 2023 của xã còn khá nhiều rào cản, nhất là các tiêu chí về tổ chức sản xuất, môi trường, giao thông. Tiêu chí khó khăn nhất trên địa bàn hiện nay là tiêu chí thu nhập của người dân và cái tiêu chí là giảm cái tỷ lệ nghèo đa chiều. Cái tổ chức sản xuất thì hiện nay cũng là khó khăn trên đối với địa bàn. Thì trong năm vừa rồi thì trên địa bàn thành lập được 2 hợp tác xã, nhưng mà cái chương trình thực hiện theo kế hoạch và phát triển chung thì vẫn đang cái lộ trình là để mà triển khai thực hiện. Phát huy thành quả đã đạt được, hiện nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Đình đang phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Tuy nhiên, xã mới đạt 14 trên 19 tiêu chí, trong đó tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất đang là một trong những rào cản lớn. Tức xã thì mong muốn là tới đây thì cơ quan ban ngành rồi là ấy là cấp cho hợp tác xã những cái giấy tờ thủ tục để cho hợp tác xã có cái sản phẩm ô cốp được vay hoặc là hỗ trợ những cái nguồn vốn để hợp tác xã mở rộng những cái nhà xưởng rồi là trang bị thêm máy móc sản xuất. Thời gian qua, nhờ có sự đồng lòng của người dân, sự quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp bộ ngành trung ương, tỉnh Thái Nguyên cũng có cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Đến nay, huyện đã cơ bản đạt 6 trên 9 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt là giao thông, kinh tế, môi trường. Đây được xem là các tiêu chí khó về đích nhất đối với địa phương. Đối với địa phương, chúng ta đã có hợp tác xã và cũng đã sản phẩm ô cốp. Tuy vậy là để mà thực hiện theo cái quy mô cũng như là hướng cái sản xuất tập trung ấy, cái quy mô, diện tích thì hiện tại là cũng còn nhỏ lẻ, manh mún. Liên quan đến các cái tiêu chí khác liên quan đến yêu cầu là cần phải cái sự vào cuộc của bà con dân, đó là cái tiêu chí chất lượng môi trường sống. Những năm qua, nhờ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã cứng hóa được gần 140 km đường liên xã và hàng nghìn km đường ngõ xóm, nội đồng. Thu nhập của người dân đạt 46 triệu đồng một người một năm. Hy vọng rằng cùng với nguồn lực địa phương, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân và sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, huyện Định Hóa sẽ hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.